Bây giờ là 1 giờ trưa. Hôm nay thì con gái sẽ chở ba mẹ đi ăn trưa. Hôm nay cho con gái trải nghiệm chạy chiếc xe của mẹ nè. Lần đầu tiên con chạy chiếc xe điện VinFast VF8. Chị hai đã chạy xe của mẹ rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên con trải nghiệm. Con Ngọt đang đến đạp giờ. thắng trước. Đợi khi mà get ready đó rồi con mới nhả thắng từ từ ra, từ xuống. Tại vì nó gì lắm con. Đó, con nhìn có 360 không? Rất là tiện lợi. Chạy xe đây. Different ha. Nó khác hả? Nó nhẹ lắm, rất là nhẹ con, tay lái cũng nhẹ mà ga Con nó giòn cũng rất là giòn. thấy khi mà đập cái ga cái máy ấy, nó giật. Thì nếu mà con nhả thắng là con nó chậm Nó lại. thắng, nó vừa tự động nó Năng nhẹ. ga để mà nó giống như xe xăng. Lúc nãy thì ba set up cái xe của mẹ là grip mode, là khi mà con nhả chân thắng ra là cái xe nó dừng lại, giống như slow down, chậm lại. Bây giờ mình đã turn off rồi thì con thấy chạy nó giống xe xăng không? Khi mà con đạp thắng, đạp ga lên nó lên rất là nhanh. Bây giờ cho con gái thử lái xe điện coi con thích không, để chuẩn bị VF3 sắp ra rồi thì có thể là order cho con một chiếc xe đó. Xe đó thì nhỏ hơn để cho con đi học. 2 năm nữa là con đi học xa nhà rồi. Bây giờ gia đình mình đi ăn trưa. Rất là nhiều nhà hàng ở trong khu này, ở góc đường Brookhurst và Edinger. Hôm bữa có quay cho các bạn xem nhà hàng Vox ở trong góc ở phía trong đó. Hôm nay thì mình cũng đi ăn trong cái chuỗi nhà hàng của Vox Kitchen, nhà hàng Kin, KIN. Đường Edinger và Brookhurst. Ở trong này có tiệm Proda nướng rất là nổi tiếng. Hôm bữa xe của Cali bị hư, ba mẹ đi Las Vegas, con thì còn nó muốn lấy cái xe của mẹ chạy, nhưng mà con chưa chạy, mẹ muốn chỉ cho con. Thì khi con đã biết lái rồi thì nó cũng đơn giản thôi, cũng dễ quá con ha. Đồng quá ha. Đi xuống đây coi có không. Đó, nhà hàng này là mình sẽ ăn vô nhà hàng này, King Crab Kitchen. Lại đi, mấy con ở đây đi. Ba, để ba đi đậu xe đi. Đây không có. Thì ba con xuống đi, con làm. Cho con làm luôn đi. Cho con đậu luôn. Thì con sao có phải dơ xe lại. Là... đậu xe đi. Dơ xe lại. Con gái chưa có quen cách mà dè chạy lên dè đứt xe lại. Bây giờ hai mẹ con mình xuống, mình đi vào check in nhà hàng. Giờ để cho tài xế chạy vào. Thì chưa có biết chạy chiếc xe này cũng hơi to đối với con. Như lần đầu tiên con chạy chiếc SUV này, thường thì con chạy chiếc xe nhỏ.
chiếc sedan là chiếc ES350, chiếc lấy sợi ở nhà đó. Con chưa biết cách vô mà lùi xe vào, từ từ sẽ con cũng sẽ quen thôi. Bây giờ mình đi vô cái nhà hàng này nha. Review mì, rượu loại. Ở bên kia thì có quầy bar bán rượu. Thì quán trong này cũng rất là xinh, là có thể ngồi nói chuyện. Order curry mì. Kali thì order cái món đó là cái gì con? Misu, em biết cái đó của Nhật hả? Mà đó là cay á, spicy á. Mì này họ mới trụng á, mà họ làm tại chỗ luôn nha các bạn. Là mình phải ấy nó ra, cho nó tơi ra, chứ không chút nữa nó dính cục lại. Bây giờ họ đem mì ra trước, một tí nữa họ đem cà ri ra. Cái món này ở đây rất là ngon luôn, chị rất là thích món ở đây. Cộng mì. Mì này là mình ăn thoải mái nha. Hết là có thể kêu ra à, mình kêu tiền. Thêm và thấy cộng mì rất là ngon nha. Miso soup free này thôi chứ. Miso soup. It's very hot. Yeah. Thank you. Cái này cũng cani nè. Spicy là cay á. Cay đó. Còn ra thức ăn cay lắm á. Ngon con. Nước súp đó, rất là nó có vị béo. Đây là món cà ri nha các bạn, cà ri hải sản. Nhìn hấp dẫn không? Tô quá chừng bự luôn. Tô này là 19 đồng nha các bạn. Gồm có tôm nè, rồi scallop nè, mực nè, nấm rơm nè, rau hành ngọt. Ở trong này họ đã có mì rồi. Bây giờ mình thử cái nước cà ri nha. Cái vị béo và cay cay, nó gọi là tôm nhum chua chua, cái kiểu Thái á các bạn. Mà hải sản nữa, có hải sản trong này. Này là sò điệp nha các bạn. Tôm nè, tôm bự, coi như sơ thôi. Thì rất là mềm. Mềm mà ngọt nước ha. Cái món cà ri này rất là lạ. Mà rất chua chua, ngon lắm. Chua chua cay cay giống như là lẩu Thái. Có nấm rồi các bạn. Giá rồi rau nó đầy đủ. Thấy ớt không? Quá trời ớt rồi. Cay không nha. À, ớt này không có cay như là này, ớt nó thơm. Thơm rồi. Nhưng mà cái nước súp này cay nhé. Nãy giờ quên quay cho các bạn xem, đây là french fry nè. French fry này một phần này là 5 đồng. French fry ở đây họ làm rất là ngon. Đó là skinny fry, cộng nhỏ xíu à. Đi ăn xong rồi, bây giờ con gái chở mẹ đi về. Chở ba mẹ. Xe màu đỏ của con thôi phải không? Lần đầu tiên con chạy chiếc xe, thứ hai xe điện nữa. Lần đầu tiên chạy xe điện.
bữa mẹ đi con không thích cái đó hả? Tại vì lúc mẹ đi biển á, mẹ xức lotion á, nó dính vô cái da đó quá cho nên mẹ để cái ớt đó cho nó đừng có dính thôi. Because it moves. Nó hơi bị thường là mẹ để phía dưới. Con không thích thì con lấy ra. Cái đó cũng tiện, mình không thích thì mình lấy nó ra thôi. Xe đó cái VF3 giá cũng rẻ đó con, mà nó nhỏ, xe nhỏ con chạy vừa. Cho con trải nghiệm cái ADAS nữa. Cái gì con đậu kế xe của con đi. Đậu sát qua. Đậu đã để ngoài cũng được. Thôi ngừng đây đi. Rồi con cảm giác như thế nào? Good. Con thích không? Yeah. À, khoảng khi nào có chiếc xe VF3? Mẹ, ba mẹ mua tặng con nha. Ok. Dạ. Phát biểu cho khán giả nghe coi con gái chạy cảm giác là nói tiếng Việt đi cho các cô chú nghe đi. Mắc cỡ gì? Con gái không muốn các cô chú ơi thông cảm nha, con gái không có muốn đi lên video, không muốn quay phim, không lên hình đâu. Cho quay như vậy là vui lắm rồi đó. Con chạy con rất là thích chiếc xe của con ở bên kia đó. Hôm bữa hư cái bình, cái máy phát điện, nó thay hết 450. Đâu biết. Tới nơi rồi. Đây, chiếc xe màu đen phía trong. Mình đậu xe này ở ngoài luôn đi ha. Ừ. Chút có đi đâu à? Đi. Đã về tới nhà rồi. Ăn cà phê. Ăn xong rồi uống cà phê. Một em đây, chiếc xe của con gái nè, giờ cũ rồi, mười mấy năm tuổi rồi, nước sơn cũng chắc rồi. Thôi ráng cho con gái chạy đỡ. Giờ xe còn mới nguyên. Mới nguyên mới tập hợp luôn rồi. Xe này mới nhất rồi. Các bạn thấy không? Ung Linh. Rồi, khi nào có BMW VF3 thì mình sẽ về đội của chúng ta. Hai em VF8 đợi thêm một em VF3, còn em VF Y thì sao? Đó mình sẽ đổi một em VF8 lấy một em VF Y, xe bán tải điện đẹp tuyệt vời, ấn tượng quá các bạn ơi, chịu không nổi rồi. Dạ. Mới lấy em VF8 này rồi. phải chi mình biết chiếc bán tải VF Y đẹp như vậy thì mình sẽ nhưng không. Mà phải chờ đến cầu 2 năm nữa. Ừ. Nghe nói 2026 mới cho order. Bây giờ mình cứ chạy này 2-3 năm nữa hết hợp đồng là mình đổi thôi. Thích thì chiều. Các bạn nghĩ sao? Hãy cho ý kiến nha. Dạ, nhớ. Chứ bình luận cho ý kiến. Bình luận chia sẻ.
Cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.